brother. If you want to teach him a lesson... Our middle lane tower is under attack. You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Has been defeated. You have defeated an enemy. Enemy double kill. Double kill. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của chúng ta. Mình là NMH đấy. Thì lời đầu tiên thì cho NMH gửi lời chúc đến toàn thể anh em có một ngày thật là vui vẻ và leo rank thành công nhá. Trong trận đấu này thì NMH sẽ làm về vị tướng Murad, một chất tướng sát thủ cực kỳ là ảo diệu. Quẩy giai đoạn đầu trận. Đâu trần đi gión để thua Triều Vấn à? Bị gión mà thua Triều Vấn đâu trần cũng hơi cắn đấy nhá. Giao đoạn V6 thì sẽ khó hơn đấy. À, Triều Vấn đem thám. Này thì thám, này thì thám này. Này thì thám này, chạy đâu, chạy đâu. Chạy đâu lên bảng điểm số. Và đó thì Triều Vấn hơi thám, đó là con quay nhỏ ấy. Và cái kế đấy anh em ạ, tuy là mình chưa lên level 4 nhưng mà có cái bùa đỏ nữa, làm chậm tốc độ di chuyển. Và lượng máu của Triều Vấn thì cũng không còn nhiều. Nên là ăn được. Hơi tham đến từ anh chàng Vân Cá. Thì trong clip này mình cũng sẽ phân tích cho anh em cụ thể đó là về chất tướng Murad. Cũng như trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho đó là Murad nhá. Với Murad là một chất tướng đòi hỏi kỹ năng ấy. Nên là anh em cũng cần gọi là chú ý khi chơi Murad. Bây giờ thì mình sẽ lên đây và ảo ảnh trảm dọn dẹp lính cái này. Rồi sau đó thì gọi là giật bóng V. Ui. Tại miễn bàn hiệu khống chế khá là khó chịu trận đấu này. Thì nói chung e ngại nhất vẫn là Lutter. Mình vào không cẩn thận phát là toáng ấy. Và đây pha này thì sẽ lên ảo ảnh trảm phạt nữa nhá. Rồi lại đó là giật lui vệ tiệt nhá. Chứ đủ đám nhá. Còn một tí nữa là ăn được mít của tem đến địch rồi. So it will be with you and me. Trận đấu này thì đối đầu với mình bên kia thì sợ nhất vẫn đó là vị trí của Alistair. Mình mà vào không cẩn thận một phát là Alistair nó xích mình liền á. Với Na thì cũng có thể khắc chế Murad cũng khá là tốt, bởi vì cái đầu cơ đồng của vị tướng Na thì có thể bắt bóng Murad. Còn đối với các chất tướng không cơ đồng thì bắt Murad rất khó nhé. Ví dụ Triều Vấn chẳng hạn, để bắt được Murad rất khó luôn nếu mà một mình, trừ khi đó là nhiều người thôi. Bison tay mình thì bắn trù đó là bắt Triều Vấn, nhưng mà bị trù bắn nó cũng phải lên bảng điểm số rồi. Tay bên bàn thì đang tập trung ở trên khu vực đường rồng, nên là mình sẽ ăn luôn đó là con ta thân xế ra này nhá. Đổi mục tiêu với nhau thôi. Tưởng sang cửa búa sánh của Na nhưng mà không còn nữa nên là ra ăn tạm con Na. Cua hoàng đế này cũng được. Về phần chiếu thứ của Murad thì mình sẽ phân tích cho anh em đó là như sau. Với chiếu thứ nhật thì anh em có 3 lần sử dụng. Lần thứ nhật thì anh em sẽ lượt như thế này. Lần thứ hai anh em cũng lượt như thế này. Lượt trúng mục tiêu thì sẽ gây sát thương và làm choáng nhẹ mục tiêu. Còn lần sử dụng thứ ba thì anh em sẽ giật về cái bóng anh em đặt ở lần lượt thứ nhất. Đây ví dụ như pha này chẳng hạn anh em nhá. Đối đây mình sẽ đó là đặt đó là cây bóng ở đấy này. Rồi mình lao lên này. Rồi mình lao lên này, ảo ảnh trảm này. Ảo ảnh trảm xong thì mình sẽ giật về cái bóng rất chết là xa đấy, giật về phạt ở giữa bờ sông luôn. Thì đó là về chiếu thức thứ nhất. Về chiếu thức thứ hai thì anh em sẽ sử dụng thì Murad sẽ tạo ra đó là một cái vòng tròn. Sẽ đó là được né sát thương nha, anh em cũng có thể né đám trụ. Đến từ đó là cái chiếu thức thứ hai, bên cạnh đó đối phương phải dầm phải á thì sẽ bị làm chậm tốc độ di chuyển ở cái mép của vòng tròn. Còn chiêu cuối thì ảo ảnh trảm, để ảo ảnh trảm được thì anh em phải phụ thuộc vào hai yếu tố. Thứ nhất đó là thời gian giảm thời gian hồi chiếu.
Và thứ hai nữa đó là về anh em phải mở được phong ấn. Làm thế nào để mở được phong ấn thì anh em để phía dưới thanh máu có 4 điểm. Khi nào anh em đạt đủ 4 điểm thì anh em sẽ được mở cái phong ấn của chiêu cuối. Và làm thế nào để có điểm thì thứ nhất là mỗi đòn đánh thương trúng mục tiêu thì anh em có 1 điểm. Bên cạnh đó thì lượt chiêu 1 anh em sẽ mỗi lần lượt thì anh em sẽ có 1 điểm nữa. Ví dụ 2 lần lượt thì anh em sẽ có là 2 điểm nhá. Đây, 1 lượt đánh em có 1 điểm này, 2 lượt này. Rồi, pha này thì mình phải đánh thương này. Náo của tay bên bàn, mình tưởng là chơi luôn trù ai dây là bỏ anh em ạ. Rồi, ok, không sao cả. Ná bắt mình nhưng mà mình đặt bóng khá là xá nên là vẫn có thể lùi về một cách an toàn. Thế trận hiện tại thì cũng hòa hoàn thôi. Về cách chơi của Murat thì anh em có thể gọi là tích 2 điểm ở quái rừng hoặc là lính. Rồi sau đó anh em tiếp cận đối phương bằng đó là chiêu 1-2 lần lượt thì anh em sẽ có đó là 2 điểm anh em ạ. Là anh em đủ ảo anh chạm rồi. Còn nếu mà gặp những chất tướng không thể sốc đam thì anh em cũng có thể gọi là tiếp cận đối phương. Rồi sau đó thì sử dụng các đòn đánh thương để tích điểm nội tại. Một cách nữa khi không phụ thuộc vào lính thì anh em phải đi mình vừa sử dụng chiêu 1-1 và... Ui, ông này quá nhanh thật đấy. Rồi pha này đủ... Ui, vẫn đủ ảo anh chạm. Vẫn ăn được Aleter nhưng mà mình lên bảng điểm số. Nhanh tay đấy nhờ. Chắc là thấy mình phản lực cứ bấm chiêu cuối ấy. Một pha trao đổi thì 1-1 nhưng mà lỗ thế cũng dành cho team mình. Mình dừng mà đổi màng với SP thì lỗ hơn á. Rồi, Bison của team mình đó là ăn được màng của ná rồi vẫn lùi về một cách an toàn, vậy là thành công rồi. Một trận đấu thì cũng đang khá là căng dành cho hai bên. Nói chung ghét nhất vẫn là Aleter anh em ạ. Kiểu những chất tướng cơ đồng mà lao vào ấy. Kể cả mình chơi Aleter vậy, nếu mà gặp các chất tướng thuộc dạng bẫy nhảy á, cứ lao vào phát là cứ bấm chiêu cuối á, lao vào phát là quá liền. Aleter thì trong combat tổng cũng mạnh đâu. Trận đấu này thì cũng bị khắc chế bởi đó là Illumia tại mình nữa. Nhưng mà khả năng bắt lẻ của Aleter thì thuộc dạng ông trùm rồi. Với Murat thời điểm hiện tại thì là một vị tướng không còn là quá sử dụng nhiều nữa, bởi vì quá là nhiều vị tướng cơ đồng có thể khắc chế được Murat, bắt bóng Murat dễ hơn so với trước. Cái thời điểm mà Murat hoàng kim nhất vẫn là những cái thời điểm đầu ấy. Nói vào này lên, chả không em địch chạy nhanh quá. Mình thì cũng gọi là đón lỏng ở cái trụ thứ hai rồi, nhưng mà xạ thủ của em địch vẫn chạy đó rất chứ là nhanh. Ok, vào này thì Triều Vân này. Triều Vân này, ảo anh chạm nhẹ một phát này. Triều Vân thì đang bắt đó là mid chứ không bắt mình anh em ạ. Anh em có những cách né đám của Triều Vân, đó là thứ nhất là anh em khi Triều Vân bổ phát anh em sử dụng chiêu 2 nếu phải, nhưng mà sao phải sử dụng hợp lý nhá. Hoặc là nếu mà anh em có ảo anh chạm thì ảo anh chạm để né sát thương. Rồi bây giờ thì đang dính nồi tài bùa hài nên là ăn cái con ma thần xây ra này hơi lâu một tí. Ok, pha này lại đủ đám không? À, anh chạm vẫn đủ đám anh em ạ. Lần này thì không bắt được mình nữa nhá. Lúc nãy thì bắt được mình nhưng mà lần này không bắt được nữa và tiền. Lên bảng điểm số. À, anh chạm giật bóng lại. Ok rồi anh em ạ. Bây giờ Triều Vân này. Lao lại này, Triều Vân này. Này thì Triều Vân này, lên bảng điểm số này. Đáng nhận thấy tầm nhìn của mình tém bên địch. Và này thì lao lên nhé. Nhưng mà mình tém địch di chuyển sang bên kia rồi. Và chắc chắn thì cái trụ ở khu vực đứng giữa này sẽ thuộc về team bên mình anh em ạ. Rồi mịt tém địch, mịt... Uai! Pha này đúng lúc nó xảy. À thôi, pha này mình lỗi rồi anh em nhá. Mình lỗi rồi. Cứ nghĩ là lao lên đủ đám ấy. Cá đầu thì mình nghĩ là cũng đủ đám để ăn được mịt tém địch khi tiếp cận được. Nhưng ai dè chất tiếp cận được thì đã bị mịt tém địch là xảy lên bảng điểm số rồi. Tình huống đó thì mình lỗi rồi. Lấy cái trụ sống đáng lẽ đó là thôi quay về đấy. Nhưng mà hơi tự tin phải quá, bởi vì thực tế thì với chất tướng cá hí thì khá là dễ bắt. Sau đó thì mình chủ quan thôi. Còn đối với cá hí là màu chất tướng kèm cơ đồng á, nên là mình cũng sẽ đó là dễ tiếp cận hơn. Nhưng mà hơi chủ quan tí khi mà đám của ca hí xảy chiêu cuối thì cũng khá là lớn. Và mình nửa cây máu là ra đi. Bây giờ thì tèm bên bàn Triều Vân đấy đúng không? Triều Vân đấy đúng không? Phải lùi về ngay anh em ạ. Aleter phía 6.
Highlighter mất khóa nhất này. Đấy, chơi được. Rồi, chơi luôn. Rồi, chạy động ảo anh chạm này. Ăn được một người, ăn được hai người. Mình phải giật bóng về. Violet thì đang phía sau. Triều Vân thì khá là trâu anh em ạ. Đấy, lao lên này. Ảo anh chạm vào. Đó là Violet. Violet khá là thấp máu. Ngon đấy anh em ạ. Nói chung bá đổi bá. Cũng được. Rồi, lao lên này. Ảo anh chạm này. Chỉ cướp được đó là con quay nhỏ thôi. Còn Violet thì vẫn chạy về được. Và chắc chắn thì cái trụ này sẽ thuộc về team bên mình thôi. Mình sẽ tận dụng lấy trụ luôn nhé, khép góc. Không cho gọi là Violet tem thì gọi là lao ra nữa. Và chắc chắn thì cái trụ này sẽ thuộc về team bên mình. Ăn xong đam lính này thì mình sẽ về ngay và luôn nha. Thậm chí là Alatera nó xích mình liền ấy. Xích cổ lại là không làm được gì luôn á. Thì chơi Murat thì cũng như vậy thôi. Nói chung vì tưởng này thực tế á, anh em cần lưu ý cho mình đó là thứ nhất đó là anh em phải đặt bóng một cách hợp lý. Còn nếu mà anh em mới tập chơi thì thường gọi là đặt bóng một cách gọi là chưa chuẩn chỉ. Đối phương rất là dễ bắt. Đây, pha này mình sẽ lên hỗ trợ mịt này. Đây, ảo anh chạm này. Bắt đầu thì mịt té mình solo thẳng ná ấy. Thì nếu mà lỡ không thẳng thì có khi là mình ăn được mạng. Đây, pha này thì hiện tại thì đang thấy tầm nhìn ủi đống quá anh em ạ. Thở lại mà thấy Alistair phải là phải giật về liền, không giật về là toáng ấy. Bây giờ mình tích điểm đó là khi không cần lính. Thời gian hồi chiếu thì cũng ổn rồi. Đây, pha này lượt lên này. Lượt lên này. Ảo anh chạm này, ăn được màng của Triều Vấn này. Việc đó là khi anh em không có lính thì anh em có thể gọi là lượt chiêu 1-2 lần. Sau đó thì đủ thời gian hồi chiếu thì anh em lại có thể gọi là lượt chiêu 1 được 2 lần nữa. Đây, pha này tích nội tài này. Lượt lên này. Lượt lên này. Ảo anh chạm này. Lại con ít máu nữa anh em ạ, vẫn chưa đủ đám. Rồi, pha này thì lượt lên này, lượt lên này. Ảo anh chạm này. Rồi, con quái này thì mình sẽ tích nội tài này, 1 điểm, 2 điểm này. Lượt lên này, lượt lên. Ui, lại xích rồi, xích nhánh thế. Ui, pha này hay, thân trần hay. 10 điểm nhá. 10 điểm dành cho Illumia. Rồi, Illumia tay mình tốc biến đi rồi, hay quá. Kiểu là Alistair mà cực khóa và thì Illumia thân trần vật là đẹp luôn anh em ạ. Bởi vì khi bị làm chuẩn thì Alistair sẽ mất đó là cái trạng thái của cái chiêu cuối. Ngục tu vĩnh hằng. Hay quá, ăn được hai màng luôn. Rồi, Triều Vân lao lại, mình ảo anh chạm. Ăn được đó là con ta thân xế giá và Triều Vân thì phải nằm lại nữa. Cái đó là cách né đám nhá. Tức là khi anh em thấy đối phương cần kê được gọi là đình cướp ấy, thì anh em khi có chiêu cuối thì anh em khoán đã sử dụng. Gần hết máu thì anh em vừa gây sát thương vào mục tiêu, vừa có trưng trì nữa thì cũng sẽ đó là khó cướp hơn. Thứ hai nữa thì cùng xúc là này được sát thương, Triều Vân không thể bổ sát thương được vào mình. Trận đấu này thì gần như mục tiêu lớn thì mình kiểm soát cũng khá là tốt. Ăn được ta thân rồi, bây giờ ăn thêm con rồng này nữa. Có hai mục tiêu lớn như thế này thì việc cống trụ cũng sẽ dễ dàng hơn. Điểm mạnh của Murat là thế công trù thì sẽ khỏe, nhưng mà ở thế thủ thì sẽ yếu. Thế công thì anh em cứ tích điểm nội tài rồi vào ảnh trảm. Khi mà tem địch tụ tập đông á, thì anh em có thể ảo ảnh trảm được nhiều người. Tất nhiên trận đấu này của Alistair thì mình cũng không, cũng phải là điểm mạnh quá. Nếu mà mình vào xấu phạt là Alistair nó xích liền á. Anh em thấy thì vào phạt là 2 thành 3 lần xích rồi đấy. Nhưng mà 1 hay 2 lần thì thành công á. Tại bên bàn thì bắt đầu chửi nhau rồi. Hiện tại ui, team mình lên bảng điểm số 3 người nhanh thế. Tưởng là mình lên tấn công luôn, ai chơi thế này không tấn được rồi. Triều Vân này, Triều Vân này, chơi không? Triều Vân này, Triều Vân này. Ok, ảo anh chào này, tạm biệt Triều Vân này. Ngon ngay anh em ạ. Rồi, chạy đâu? Vào lê tém địch khốn nhỉ. Ui, pha này phải giật bóng về ngáy này. Không chỉ là toáng ấy. Ê, Alistair mất chiêu cuối rồi, 2 điểm này. Alistair mất chiêu cuối rồi này, ngon ngay. Ảo anh chạm thôi, ăn được Alistair là được rồi. Mình sợ nó khóa mình ấy. Còn thầy khóa vào vai, thầy khóa vào xa thủ theo nát tí mình phạt là mình lại bắt luôn á. Gọi là ngon ngay. Rồi bây giờ thì sẽ đó là lùng ngay con bua. Rồi sau đó thì lên ảo anh chạm nhẹ một xíu. Cầu đi rồi là một ít máu của đó là xa thủ tém đích. Rồi là lui về. Tém mình lấy được một đường lính siêu cấp rồi. Bây giờ anh em tích điểm nội tài như thế này nhá. Đủ thời gian hồi chiếu rồi thì anh em thoải mái luôn. Đây lại hồi chiếu tiếp. Nhưng mà hiện tại cũng chưa thấy mục tiêu. Nên là mình tích 2 điểm này. Lao lên này, lao lên này.
ảo ảnh trọng. Ui, đám nhiêu quá, ba người luôn. Wow. Triều Vấn, ui, thôi xong rồi. Và này thì Triều Vấn nó khép góc cái bóng của mình đấy. Mình lao về thì bị Triều Vấn bắt. Mà ở lại thì mình tưởng phát đỏ sống rồi. Ai dè vẫn dính, đó là chiêu một của mình tém bên bàn. Nhưng như vậy cũng là thành công rồi anh em ạ. Một phá ảo anh trảm rất nhiều sát thương luôn. Nhưng mà cũng chỉ ăn được đó là hai người của tém bên bàn. Trận này thì rừng tém đi cùng đồng đó là huân chương Troy luôn. Thì bên mình thì đang bảo AD theo tím. Hiện tại thì cũng phút thứ 15 rồi. Con ta thân xế ra thì đã xuất hiện. Tầm này thì cũng khá là quan trọng ấy. Bên nào có ta thân thì bên đó sẽ có lợi thế lớn hơn. Đội hình tém bên bàn thì đội hình bắt lẻ anh em ạ. Có ai lắp tớ thôi xong rồi. Bị xịch rồi. Nói chung ai bị xịch thì người đó là dễ lên bảng điểm số thôi. Hạn chế bị xịch anh em nhá. Mình thì cũng cố gắng là để hạn chế bị xịch ấy. Nhưng mà nhiều lúc đó là lao vào ấy, đang trên đà lao vào áo letter nó xích vặt là toáng. Điểm yếu thì vẫn là một vị tướng máu giấy khi lên full đám á. Nên là sẽ dễ bị xích. Ủi gắn ta thân. Đáng thiếu người nhá, tính mình công bắt đáng thiếu người. Ôi, và này mình lại đấy. Cháy đâu cướp được. Ta thân ấy, ảo anh chàng ăn được mang của nó nhưng mà không cướp được anh em ạ. Tại mình lên bảng điểm số hết rồi. Ba người đang đuổi theo mình, lao lại, lao lại. Áo hoành trọng, ui, đám to thế nhờ. Ăn được, ui, chipper kill rồi. Quá đã kill. Rất tiếc tính chất quẹt sạch. Quẹt sạch được là tên kia có lính ấy. Đang còn triều vấn anh em ạ, thôi không được, không được, không được. Ui, máy quá. Pháo đỏ tím mình bị quẹt sạch. Nhưng mà mình vẫn lùng được là 4 người. Hấp dẫn anh em ạ. Một trận đấu khá là hấp dẫn. Hơi căng phát độ combat team mình khó chơi là đúng rồi bởi vì thiếu người mà. Vừa bị đó là bắt lẻ đến từ tu lén ấy. Máy quá phát độ mình vẫn đủ rồi là thời gian để ảo ảnh trạm. Và có thế mới giáp hồng mình nữa nên là lùng được qua đá cứu. Máy quá anh em ạ. Rồi bây giờ thì lại thì trận gọi là thủ rồi. Về phần trang bị thì mình sẽ lấy những món đồ như sau. Đầu tiên thì sẽ lấy đó là kiếm trúi hồn đi rừng. Thứ hai thì dây giảm thời gian hồi chiếu. Thứ ba thì sẽ lấy đó là thương lóng giảm thời gian hồi chiếu. Thứ tư thì sẽ lấy đó là cây nánh, gia tăng thêm 200 công vật lý, máu đối phương dưới 50%, máu chiếu thêm 30% sát thương. Thứ năm thì sẽ lấy đó là cây thương xuyên phá, xuyên giáp gia tăng lượng công vật lý. Và cuối cùng đó là giáp hồ mình để đảm bảo an toàn. Rồi, bây giờ thì té mình... Ôi, từ từ mấy bạn ơi. Té mình thì lên bảng điểm số 3 người rồi. Chỉ còn mỗi mình xạ thủ, lấy được trú nha. Ui, Alistair đang còn chiêu cuối à. Thôi chắc là mình phải giật bóng về thôi. Và đó thì thấy gọi là tím địch thấp máu hết rồi. Alistair thì thời gian hồi chiêu cuối ở giai đoạn cuối trận thì cũng rất nhanh luôn ấy. Nên là nó khó có thể khỏa liên tục nếu tém mình kiểu ra lẻ là toáng ấy. Bây giờ thì chắc chắn là tém địch sẽ cấu. Và bây giờ mình sẽ về thủ nhà nhá. Xà thủ đâu về thủ nhà kìa. Mình sẽ pính cho đó là chủ phe ta theo nát phải về luôn. Không chỉ Triều Vấn nó khép góc nó bắt kìa. Bây giờ tém mình đang thiếu người á. Mình tích đó là hai điểm nội tài này. Ở thế thủ thì sẽ hơi khó một tí. Giá chầm chầm nó giá 66 này. Ảo anh chàng phải giật về luôn này. Không chỉ nó khóa ấy. Ok, ê, Alistair, mất Alistair rồi thì được. Ngon rồi, hay rồi. Triều Vấn đang còn giả hồ mình nhá. Tỉnh dậy chơi luôn anh em kìa. Hay rồi, ăn được hai người của tay miền bàn rồi. Căng quá, trận đồ này hơi căng. Về phần đó là bảng ngọc thì sẽ sử dụng đó là bảng ngọc như sau. Ngọc đỏ, công vật lý và xuyên giáp. Ngọc tím thì 7 viên, tốc đánh tốc chạy 3 viên hút báo. Và ngọc xanh, công vật lý và xuyên giáp nhé. Còn về phần đó là phù hiệu thì sẽ sử dụng má chủ nổ sát thương thôi để có thể kết liễu mục tiêu một cách nhanh nhất. Bây giờ tay mình lại có lời thế anh em ạ. Bây giờ thì sẽ ép luôn này. Mình nghĩ là ít nhất cũng lấy được 3 đường. Còn không thì có thể kết thúc luôn. Đây, pha này mình vào ảo ảnh trạm này. Ui, cả là nhiều đám ná của tay mình bàn. Bắn bắt đó là theo nát. Và theo nát tay mình phải lên bảng điểm số. Nhưng mà tay mình cũng ăn được màng của ná rồi. Ok, có 3 đường lĩnh siêu cấp rồi. Thôi bây giờ thì tạm thời gọi là lui về nhá. Bởi vì tay mình thì khá là thấp máu hết rồi. Mà đội hình của tay mình bàn vẫn đáng còn là tớ. Đình lao vào nhưng mà thấy thôi bóng dáng quá là tớ phát là quay xe ngay lập tức.
Bây giờ thì con ta thân xế giá đó là vẫn đáng con đó. Nhưng mà tầm này thì án hơi mạo hiểm. Triều Vân thì bổ đó long kích vào mình, tốc biến đuổi theo mình nhớ. Đuổi theo Murat thì làm sao đuổi theo nổi, mình đang giáp hộ mình nữa mà. Hai người bắt Murat thì sẽ dễ, một người gọi là đón bóng và một người đuổi theo. Còn đối với một người bắt thì cực kỳ khó luôn. Ôi thôi xong rồi, Bijon tay mình bị xích lại. Và chắc chắn thì Bijon lên bảng điểm số rồi. Thời điểm này là thời điểm con ta thân xế giá xuất hiện ấy. Chủ quán là dễ thua ngược lắm á. Mặc dù lấy được 3 đường nhưng mà chủ quán nó vẫn dễ thua ngược lắm nhá. Yeah. 20 phút rồi. Hiện tại thì Triều Vân và Alistair của Tem Địch thì đang bắt vào team bên mình. Tem bên bản mất Alistair rồi, hay rồi, mất Alistair thì mình sẽ dễ đánh hơn rất nhiều rồi. Bây giờ thì ăn luôn đó là con ta thân xế giá này. Có theo nát thì đám ok ấy, ăn nhanh á. Rồi và chắc chắn thì ta thân xế giá phải thuộc về team bên mình. Và bây giờ thì không có lý do gì đó là không tổng tấn công và kết thúc trận đấu cả anh em ạ. Thôi xong rồi, tu lên tay mình lại lên bảng điểm số tiếp rồi. Thời điểm quan trọng này hay bị bắt lẻ rồi anh em ạ. Mình tích điểm nội tài này. Lao lên này, lao lên này. Ảo anh chạm nhẹ một tí này. Rồi lại gọi là giật bóng về này. Ôi Triều vẫn kẹp góc kia, nguy hiểm cho xạ thủ Tế Minh. Xạ thủ Tế Minh tốc biến bỏ chạy được hay quá. Mình ảo anh chạm, ăn được màng của Triều vẫn truyền thuyết dành cho mình. Máy quá, xạ thủ vẫn đang còn cái tốc biến. Cá hí của Tế Minh đó, ui tốc biến đuổi theo mình luôn. Mình giật bóng lại, đang còn giáp hộ mình nhá. Rồi pha này lại chơi cá hí luôn này. Này thì cá hí, này thì đòi bắn. Lên bảng điểm số này chưa nhá bạn ơi. Nè đẹp trù bắn kia. Đuổi theo mình làm gì, mình đang còn giáp hộ mình mà. Bảng lên lên mặt mình. Rất là đầu kết thúc luôn. Cảm ơn anh em đã theo dõi clip nhá. Bye bye, chúc anh em luôn vui vẻ và leo rank thật là thành công.